lúc bấy giờ trời đế thích bạch với cụ thọ thiện hiện các đại bồ tát mới học đại thừa nghe pháp như thế tâm vị ấy sẽ không kinh hãi hoảng hốt nghi hoặc các đại bồ tát mới học đại thừa thì làm sao có thể đem việc tu hành thiện căn mà hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm sao giữ gìn việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo trời đế thích các đại Bồ Tát mới học đại thừa, nếu tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, do nhân duyên đây nên đại Bồ Tát này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng nghĩa tự tướng không, nên sai nhiều tháng dài, thường được bạn lành hộ trì, đối với bạn lành thì dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ mà biện thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho đến pháp tương ưng với trí nhất thiết tướng dùng pháp như thế mà dạy dỗ trao truyền làm cho vị ấy được nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát nếu chưa nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì cũng không xa lìa bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho đến trí nhất thiết tướng. Lại còn thuyết giảng các việc ác ma, làm cho vị ấy nghe rồi đối với các việc ma tâm không tăng giảm. Vì sao? Vì các việc ác ma tánh vô sở hữu bất khả đắc, cũng dùng pháp này để dạy dỗ trao truyền, làm cho vị ấy cho đến chứng nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, thường không xa lìa Phật, gieo trồng các thiện căn ở chỗ chư Phật lại do giữ gìn thiện căn nên thường sanh trong chúng đại bồ tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với các thiện căn thường không xa lìa, kiểu thi ca các đại bồ tát mới học đại thừa, nếu có thể dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện thì sẽ giữ gìn được các công đức ở nơi nhiều công đức phát sanh được thắng giải, thường được các bạn lành hộ trì. Khi nghe pháp này, tâm không kinh hãi hoảng hốt cũng không nghi hoặc. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại Bồ Tát mới học đại thừa tùy theo chỗ tu tập như bố thí vân vân, sáu pháp ba la, mật đa, cho đến trí nhất thiết tướng đều phải dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Lại nữa kiểu thi ca, các đại Bồ Tát mới học đại thừa ở khắp mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, dứt đường các cõi tuyệt hẳn hí luận, đặt các gánh nặng xuống nhổ tất cả gai góc đạn tận các hữu kiết sử, đầy đủ tránh trí, tâm được giải thoát là vì thuyết pháp khéo léo và đệ tử của vị ấy, thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn và tạo được các công đức khác. Lại ở những chỗ để gieo trồng thiện căn là đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ vân vân, là nơi gieo trồng thiện căn, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời tịnh cư vân vân là chỗ gieo trồng thiện căn. Như vậy tập hợp tất cả việc phát khởi hiện tiền so với thiện căn khác thì nó là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại đem tâm tùy hỷ cùng làm việc phước nghiệp tùy hỷ câu hành, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Lúc bấy giờ, Bồ Tát từ thị hỏi cụ thọ thiện hiện, các đại Bồ Tát mới học đại thừa nếu nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của Như Lai, đệ tử, và cả thiện căn gieo trồng ở cõi trời người vân vân, như vậy tập hợp tất cả việc phát khởi hiện tiền so với thiện căn khác thì nó là tối thắng vân vân. Lại đem tâm tùy hỷ như thế và thiện căn tùy hỷ đem cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại bồ tát này vì sao không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo? Cụ Thọ thiện hiện đáp Thưa đại sĩ, nếu đại Bồ Tát nào nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của chư Phật và các đệ tử, thì nên không khỏi vọng tưởng công đức của chư Phật và các đệ tử. Đối với việc gieo trồng thiện căn ở cõi trời người mà không khỏi tưởng thiện căn ở cõi trời người. Đối với việc phát khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng đại Bồ Đà cũng không khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng Bồ Đà. Đại Bồ Tát này khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng thì không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Nếu đại Bồ Tát nào nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của Phật và các đệ tử, rồi chấp lấy tướng công đức Phật và các đệ tử đối với việc gieo trồng thiện căn ở cõi trời người còn chấp lấy tướng thiện căn ở cõi trời người vân vân, đối với việc phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đại bồ đề còn chấp lấy tướng phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng bồ đề thì đại bồ tát này khi phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng liền rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo lại nữa đại sĩ nếu đại bồ tát đem lòng nhớ nghĩ thiện căn công đức của tất cả chư phật và các đệ tử như thế biết đúng đắn về tâm đoạn tận diệt trừ xa lìa biến đổi này thì chẳng phải có thể tùy hỷ pháp hiểu biết đúng đắn này tánh nó cũng vậy chẳng phải là chỗ tùy hỷ lại hiểu rõ đúng đắn có thể đem tâm hồi hướng pháp tánh cũng vậy chẳng phải có thể hồi hướng và hiểu rõ đúng đắn pháp hồi hướng tánh nó cũng vậy chẳng phải chỗ hồi hướng nếu có thể dựa vào lời nói này mà tùy hỷ hồi hướng là tránh chẳng phải tà các đại bồ tát đều phải tùy hỷ hồi hướng như vậy lại nữa, đại sĩ, nếu đại Bồ Tát đối với chư Phật Thế Tôn trong ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến khi đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, cho đến lúc pháp diệt trong khoảng thời gian đó, có bao nhiêu công đức, hoặc đệ tử Phật và các độc giác y vào Phật Pháp gieo trồng thiện căn, hoặc các phàm phu gieo trồng thiện căn, khi nghe thuyết Pháp, hoặc các vị rồng thần Atula vân vân gieo trồng thiện căn, khi nghe thuyết Pháp, hoặc đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết pháp hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết pháp hoặc các thiện nam thiện nữ vân vân gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết pháp phát khởi tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tinh cần tu học các hạnh bồ tát thì như vậy tập hợp tất cả sự phát khởi hiện tiền để so sánh với các thiện căn khác là tâm tùy hỷ tối thắng vân vân lại nữa tùy hỷ thiện căn như thế đem cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trong lúc như thế nếu hiểu rõ đúng đắn các pháp có thể tùy hỷ hồi hướng sẽ tận diệt biến đổi xa đìa các pháp tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều không tùy biết như vậy nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề lại ở trong thời gian này, nếu hiểu rõ đúng đắn hoàn toàn pháp vô hữu thì có thể tùy hỷ hồi hướng đối với pháp đó. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không, trong không đó hoàn toàn không có sự để pháp tùy hỷ hồi hướng. Cho nên, tuy biết như thế nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này nếu có thể tùy hỷ hồi hướng như thế thì tu hành bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, liền không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đối với tâm tùy hỷ và chỗ công đức thiện căn tùy hỷ không sanh chấp trước đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà cũng không chấp trước do không bị chấp trước nên không rơi vào điên đảo, đó là chỗ để Bồ Tát phát khởi, tâm tùy hỷ hồi hướng gọi là vô thượng tùy hỷ hồi hướng, xa lìa tất cả sự phân biệt giả dối. Lại nữa đại sĩ, nếu đại Bồ Tát nào đối với việc tu hành phước nghiệp, như thật biết rõ xa lìa uẩn xứ giới, cũng xa lìa bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng thì đại Bồ Tát này đối với việc tu hành phước nghiệp biết rõ như thế, rồi có thể tùy hỷ hồi hướng đúng đắn về quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, Đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, thì xa lìa tự tánh việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, chư Phật Thế Tôn xa lìa tự tánh chư Phật Thế Tôn, công đức thiện căn xa lìa tự tánh công đức thiện căn, thanh văn độc giác và các phàm phu xa lìa tự tánh thanh văn độc giác và các phàm phu, tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ đề xa lìa tự tánh tâm tùy hồi hướng đại bồ đề, đại bồ tát sa lìa tự tánh đại bồ tát bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng sa lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng tất cả hạnh đại bồ tát xa lìa tự tánh tất cả hạnh đại bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật xa lìa tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật đại bồ tát này tu hành như vậy xa lìa tánh bát nhã ba la mật đa gọi là thật tu hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm có thể tùy hỷ hồi hướng đúng đắn về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa, đại sĩ, các đại Bồ Tát đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, đã niết bàn và công đức thiện căn của chư đệ tử. Nếu vị nào muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, thì phải tùy hỷ hồi hướng như vậy, nghĩ như thế này chư như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử đều đã diệt độ tự tánh chẳng có công đức thiện căn cũng lạ như vậy chỗ để ta phát khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề và sự hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tánh kia cũng vậy biết như vậy rồi đối với các thiện căn phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề liền không sanh suy nghĩ kiến chấp điên đảo nếu đại Bồ Tát nào lấy việc chấp tướng làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với công đức thiện căn của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ mà chấp tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng lấy công đức thiện căn của Phật và các đệ tử ở đời quá khứ phi tướng vô tướng chấp lấy cảnh giới thì đại Bồ Tát này dùng việc chấp tướng để nhớ nghĩ việc phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề cho nên chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng do đó liền rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo nếu đại bồ tát không chấp lấy tướng làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa đối với công đức thiện căn của chư phật thế tôn và các đệ tử đã diệt độ xa lìa tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà thì gọi là khéo tùy hỷ hồi hướng do đó không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo lúc bấy giờ bồ tát từ thị hỏi cụ thọ thiện hiện vì sao Đại Bồ Tát đối với công đức thiện căn của Chư Như Lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử, tùy hỷ câu hành, các việc phước nghiệp vân vân đều không chấp lấy tướng mà có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà thiện hiện đáp nên biết việc học bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát có các phương tiện thiện xảo như vậy tuy không chấp lấy tướng nhưng lại tác thành chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa có thể khởi việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ đúng đắn hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cho nên các đại bồ tát này vì muốn thành tựu nên học bát nhã ba la mật đa bồ tát từ thị hỏi đại đức thiện hiện thấy chớ nói như thế vì sao? vì trong bát nhã ba la mật đa thậm thâm chư Phật thế tôn và các đệ tử cùng sự thành tựu công đức thiện căn đều vô sở hữu bất khả đắc làm các việc phước nghiệp tùy hỷ phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng vô sở hữu bất khả đắc trong đây đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm thời gian này nên quan sát như vậy. Các công đức thiện căn của chư Phật và các đệ tử ở đời quá khứ, tánh đều đã diệt. Việc phước nghiệp tùy hỷ, phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tánh đều tịch diệt. Nếu ta đối với các công đức thiện căn của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử kia mà chấp tướng phân biệt, và đối với chỗ làm các việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng chấp tướng phân biệt. Dùng chấp tướng phân biệt này làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị Vô thượng chánh đẳng bồ đề, chư Phật thế tôn đều không hướng khả. Vì sao? Vì đối với việc chấp tướng phân biệt của chư Phật thế tôn và các đệ tử đã diệt độ mà tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì gọi là có sở đắc lớn. Cho nên các đại Bồ Tát muốn đối với công đức thiện căn của Như Lai và các đệ tử phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề đúng đắn, thì không nên ở trong đó mà phát khởi có sở đắc, chấp tướng phân biệt để tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong đó mà khởi có sở đắc, chấp tướng phân biệt mà tùy hỷ hồi hướng, thì Phật không thuyết nghĩa lợi ích lớn lao kia. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân biệt gọi là có lẫn chất độc. Tuy ăn uống có đầy đủ sắc hương thượng rượu, mùi vị ngon ngọt nhưng lại là thuốc có lẫn chất độc. Người ngu hiểu biết cạn cọt tham lam lấy và ăn. Ban đầu tuy rất vừa ý, vui vẻ, khoái lạc, nhưng sau đó thức ăn tiêu hóa rồi chịu khổ bội phần hoặc dẫn đến chết hoặc gần mất mạng một người như thế thì không khéo thọ trì không khéo quán sát nghĩa lý câu văn của bát nhã ba la mật đa thậm thâm không khéo đọc tụng không khéo thông đạt nghĩa lý thậm thâm mà lại bảo người trùng tánh đại thừa Thiện Nam Tử đến đây ông đối với chư Phật Thế Tôn trong ba đời từ lúc mới phát tâm cho đến khi đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình, nhập vô dư y niết bàn, rồi cho đến lúc pháp diệt trong khoảng thời gian đó. Nếu tu tập bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, đã tập sẽ tập, đang tập thiện căn, hoặc thành thục hữu tình Trang nghiêm thanh tịnh cõi phật đã tập sẽ tập đang tập thiện căn hoặc giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn của như lai và vô lượng vô biên công đức khác hoặc tất cả thiện căn hữu lậu vô lậu của đệ tử phật hoặc đã thọ ký sẽ thọ ký đang thọ ký của chưa như lai hoặc công đức của trời người vân vân độc giác bồ đề hoặc các thiện căn đã tập sẽ tập đang tập của trời dòng atula vân vân hoặc các thiện nam thiện nữ vân vân, đối với các công đức phát sanh thiện căn tùy hỷ hồi hướng, như vậy tập hợp tất cả sự tùy hỷ hiện tiền đem cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tùy theo lời thuyết tùy hỷ hồi hướng như thế là dùng có sở đắc chấp tướng phân biệt làm phương tiện, cũng giống như các loại thức ăn uống có lẫn thuốc độc ở thế gian, ban đầu thì lợi ích nhưng về sau thì tổn hại nên chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng này. Vì sao? Vì dùng có sở đắc chấp tướng phân biệt để phát khỏi tâm tùy hỷ hồi hướng, có nhân, có duyên, có tác ý, có hí luận, không phải bát nhã ba la mật đa, đó là xem, tạp lẫn thuốc độc. Nên gọi là phỉ báng Phật không tùy thuận theo lời Phật dạy.